Chào các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký like cho mình nha các bạn. Đấy là cùng đèn xong rồi ở cùng mình trông thấy cái nó đi đựng đồ. Cán bộ, nhân viên, nữ cơ quan văn phòng tỉnh ủy Bình Thuận. Đây là trường trung học cơ sở Bắc Bình 3 có dịp đến thăm khu di tích tỉnh ủy Bình Thuận. Các bạn cùng đi theo chân chúng mình nha. Còn cái bếp hàng cầm nữa đó anh Tim, bếp hàng cầm. Có cái bếp hàng cầm ở cái đó. Chị ơi. Còn bao xa nữa? Dừng lại ăn nữa hả? Tụi em đang đi về đây. Rồi, giỏi. Cái cố lên thầy. Em tin thầy sẽ làm được. Có chỉ thì lên thầy ạ. Đúng rồi. Có, như cái này là mình để chảo nè. Còn chỉ để son. Còn bên đây là son lớn hơn, còn son son kia nhỏ hơn xíu. Đó. Không đi được nó ở không? Thế anh? Hả? Có chỗ nào không đi được thì tụi nó ở không? Có. Thầy thằng chân nghỉ chân được mà. Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan cái gì? Cái này là cái gì? Khu di tích căn cứ tỉnh ủy Bình Thuận. Con chào mẹ nha. Với mẹ coi con mẹ nhớ mẹ cô luôn thầy nha. Này quay trực tiếp mà. Em nè. Công nhận là rừng. Chào các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký like cho mình. Năm du lịch quốc gia 2023 hội tụ xanh Bình Thuận. Ủa đây có bán nước ha? Ủa xén phát hai chai không uống đủ hả? À. Đó, chuẩn bị đi vào khu di tích căn cứ tỉnh ủy Bình Thuận. Bên kia cũng có đoàn thanh niên ở các đơn vị cơ quan khác đến đây. Thời tiết bữa nay mát. Rồi tiếp tục. Đường số 1. Bên đây là đường số 5. Mà mỗi đường nó có ghi là đi đến đâu không ta? Đường số 1 mình đi lên trên. Bữa nay thứ bảy đông người ha. Học sinh tiểu học. Đây đường số 3. Sáng ai hát ơi? Sáng bạn nào hát? Ngồi xíu đây hát hả?
với ai nữa? Hay á, giọng hát hay á, ai hát sáng giọng chuẩn hay. Ở đây có nhiều cây cao cao đẹp lắm, đúng ở đây rừng quá cao luôn. Để ai nói vậy? Hả? Hi đúng không? Ngồi à? Nhanh nhanh. Đi. À, đi vô đi vô đi vô. Đi. Rồi, tìm cái cảnh nào đi đẹp đây đâu chụp. Rồi đi vô đi vô. Tập trung vô để cho hướng dẫn viên người ta giới thiệu. Ở đông mà ngoài nè. Ngồi đây được phải không? Ngồi lại. Tôi xin chấm chén ăn được. Có vô không? Thôi ơi. Rất hay mà mình sẽ thử. Có gì lên YouTube đó. Chính tư. Dạ, đi theo thiện. Rồi. Like và subscribe kênh thầy Tuấn TV nha. Đi ra. Nhà tưởng niệm trưng bày. Thảo lấy đồ vậy. Rồi đi vô. Di tích trường Dục Thanh Phan Thiết, Phật Thích Ca. Dây chuyền sản xuất nhà máy Zicon Hiểu Bình. À, giới thiệu cái set. Mấy cái này là mấy cái đồ dùng trước kia. Đèn pin nè, bình di động nè, dùng dụng cụ gắn với cuộc sống hoạt động làm việc trước kia. Công tác văn phòng tỉnh ủy 565 đến xa xa. Điện yếu như thế nào là đại ha. Người ta coi, người ta đọc, người ta biết. Bên này có mấy ảnh nữa nè. Hiện vật của ông Lê Thứ Mười Bắc, bí thư Thành ủy Bình Thuận thời kỳ 70-73. Cái máy này máy gì ta? Máy chiếu phim. Đó. Máy chiếu phim. Công trần ha, những cái đồ dùng nóng quá. Đi bóng này. Quá đẹp luôn. Son phát hiện gần khu vực bếp Hoàng Cầm.
súng K59 dùng để bảo vệ thủ trưởng. Máy tính à? Đèn đọc tài liệu của ông Trần Lê. Nhớ like lo đi thằng Quang đi. Cái nhiều nhất là cái bi đông này nè. Ông nào cũng có một cái kéo nè, bút cái này cái gì thế? Số 9, quan con số 9 nè. Số 9 à? Số 9 là lê. Đó nhớ có nhiều rồi mà bây giờ như là tìm không ra luôn á. Nhà mình còn. Còn à? Để dành cái chục năm nữa làm được. Không phải phải lý. Đồng hồ. Đấy là ông đạn xong rồi ở đầu mấy cái xe thấy cái nó đựng đồ. Cán bộ nhân viên nữ cơ quan văn phòng tỉnh ủy Bình Thuận. Số 10, Kim Thiên Ngất Lội, còn này số 8, số 9. Móc võng, radio, bọc túi cá nhân, giấy khen. Đạo văn phòng với thanh niên cơ quan có nhiều hình ảnh lưu lại. Đồng chí Nguyễn Quý Đôn nếu mà lên xe nào thì xe đó phải biết. Bí thư tỉnh ủy 74, 75, cái này 70, 73, 61, 68, Lê Minh, Lê Văn Hiền, chiến sĩ đoàn vận tải H50 trên đường tải hàng ra mặt trận. Cụ này đồng chí Lê Văn Hiền, bí thư tỉnh ủy Bình Thuận, năm 1961 đến năm 68. Đồng chí Lê Văn Hiền nè. Một số cái hình ảnh của ban chấp hành. Nguyên một cái khu rừng nè, nấu cơm mà còn nấu cái bếp nó khói ra mà mô phỏng lại dựng lại. Chứ còn hồi đó mà nấu cơm là phải lấy cây hương hoàng khói thả ra con chuột về như một chỗ. Giải phóng Phan Thiết 19 tháng 4 1975, nhân dân tỉnh Bình Thuận đi dự lễ meeting mừng giải phóng. Một số hình ảnh nói về ngày 19 tháng 4 năm 1975. Sinh hoạt của chiến sĩ trong chiến khu.
đây là cái nơi đồng chí Hoa Huy Hành, Cả Hành, xã Đông Giang, Hàm Thuận, Bắc Bình Thuận công tác tại văn phòng tỉnh ủy từ năm 1960 đến 62. Hôm nay ở thôn Bơi Rơi Lộc gì đó. Đẹp tiền. Hiện vật của bà Lê Thị Đào. Đuôi đèn pin cồn, hộp y cụ kéo. Đây là dụng cụ y tế. Đây là hiện vật của ông Nguyễn Minh Đức, của bà Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Huê và Hồ Thị Bình. 1960 768 rồi 74 75 69 74. Bây giờ tiến bám theo cái đường số 4 à. Ủa, đường số 4 này là đi đâu vậy Hiếu? Đường số 4 này đi đâu vậy? Số 4 này đi đâu? Đường số 4 này à? Để hướng này, hướng đi với tới góc là đi vô sau công rừng nè. Hình như là bếp Hoàng Cầm hình như nằm hướng này nè. Mẹ nhớ là mình đang trên đường số 4 nghe, đưa nó mày lẹt á, ra lại đường chính là đường số 4 nè. Tới cái mùa này là ve nó kêu à, kêu bên tỏi hết á. Vô mấy khu rừng là nghe cái tiếng. Đường số 2, số 4. Thế nữa mấy bạn muốn lên vlog của thầy Thế Anh liên hệ thầy Thế Anh nha. Đường mấy cái giỏ này em đồ được á. À, chúng ta đang ở trong một cái khu rừng. Cái khu di tích căn cứ tỉnh ủy Bình Thuận. Như vậy là lúc nãy mình vừa đi thông quan một số đồ dùng dụng cụ để dùng trong cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày cũng như là trong việc làm và trong chiến đấu trong thời kỳ kháng chiến trong đế quốc Mỹ. Đây là trường trung học cơ sở Bắc Bình 3 có dịp đến thăm khu di tích tỉnh ủy Bình Thuận. Các bạn cùng đi theo chân chúng mình nha. Giữ số đi, leo lên đây nè. Tiếp theo là chúng mình, đầu tiên là chúng mình sẽ đi lên 300 bậc thang. Các bạn. Thang hả? Này mình để đi lên nha các bạn. Bay rồi nha. Bò lăn xuống luôn. Lấy cái ổng mỏng bò đi. Cố lên, không biết khi nào mà tới. Cố lên. Con. Xa quá hả? Cứ từ từ thong thả. Thong thả đi thôi. Đứa học sinh ở trường nào đây? Bình Tân. Hôm nay là ngày thứ bảy, chính vì vậy mà có rất là nhiều đoàn, hầu như là ở các cái trường học đến đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cố lên, cố lên. Ủa mình cũng ở ngoài Bắc Bình luôn hả cô? Đi với cô lên đó chưa? Dạ. Ủa con hả mày? Nhìn thấy đuối chưa ha? Đây, đây. Được biết là khu căn cứ cách mạng Salon được hình thành từ cuối năm 1954 và trở thành nơi đứng chân của cơ quan tỉnh ủy Bình Thuận từ năm 1954 đến năm 1969. Đây là nơi làm việc, nơi ở và nơi làm việc của bộ phận cảnh vệ. Cái này trước kia chắc người ta làm bằng tre nứa thôi, chứ mà bây giờ người ta phục dựng lại bằng cái xi măng đúng không? Đúng rồi em, xi măng hết. Trước kia chắc là làm bằng tre nứa không? Mình xuống hầm đúng rồi. Được được, cái hầm này hình thấp thôi. Rồi. Rồi sao em? Để nó thông qua đường bên kia đúng không? Rồi đi. Rồi được rồi, lên lên. À lên. Úi. Ô, thông như vậy hả? Có gì thông hả? Từ căn cứ này tỉnh ủy đã vượt qua những cái muôn vàn khó khăn gian khổ, đứng chân vững chắc để lãnh đạo chỉ đạo quân và dân thực hiện các phong trào kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Lên mẫu nữa hả? Hả? Còn nhiều nữa thầy à, nên đi suối thầy. Nhiều nữa thầy. Sao? Được mà. Trên đó không có nhiều thầy à, mà đi dài á. Còn cái bếp hàng cầm nữa, lên tìm bếp hàng cầm. Có cái bếp hàng cầm lại cái đó. Chị ơi, đi 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 chị ơi. Còn bao xa nữa? Ủa không lên à? Hả? Thầy đừng có thầy. Thầy ơi. Sao vậy? Nó cao lắm luôn. Rồi ai lên thì theo, đi. Không đi là phải đi chứ, đi là phải tới tới nơi tới chốn. Đi 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 đi, có ai đi không? Còn xa không chị? Xa lắm luôn ạ. À. Có xa còn lắm nữa là biết xa lắm rồi đó vậy hả? À bếp hàng cầm 360 mét. Wow. Đi vào đường số 15. Còn cái đường bên đây thì là đi đường hầm bí thư, phó bí thư, chánh văn phòng hội trường. Và bây giờ đi bếp đi cho gần 208 ha. 208. Tiếp không? Có ai đi không? Đi đi đi, đi từ từ tới á, đi. Hả? Ủa tuổi lắm mình đâu? Nghĩa, đi không? Đi. Đi cho biết. Bếp hành cầm, đường số 15. À, đi là nó là hầm bí mật của bí thư, phó bí thư và hội trường ở trên đó. Dạ. À, dọn lứa đi nè. Dạ. Đông á. Trời ơi, ăn không? Ăn lấy cô mấy cái.
Từ từ thôi Nghĩa ơi. Đó là Khổng Minh thầy. Cái này là bếp hả? Đó, mình thấy không? Cái lối đi nó cũng bình thường đúng không? Đó. Nó có độ dốc nhưng mà nó có cái chân cấp này nè. Mình đi lên nó thấy nó bình thường. Lúc nãy là do mình nó cao quá cho nên bỏ cuộc. Mượn lên chính mình đi. Cho cô em cô chụp. Chỗ này là cái này á hả? Không phải. Cái này đâu phải bếp đâu. Phải, chỗ nghỉ ngơi chắc nghỉ ngơi. Chắc cũng mấy trên kia cái lán trại này nọ thôi. Nãy con đi tới đâu rồi? Bếp Hoàng Cầm con đi tới chưa? Dạ. Bếp Hoàng Cầm. Chưa Hoàng. Sao không lên luôn? Mấy con lên bếp Hoàng Cầm chưa? Lên chưa? Bếp Hoàng Cầm á, lên chưa? Chưa Hoàng. Như vậy mình mới tới đây xuống lại ha. Ừ, rồi đi cẩn thận nha con. Trời ơi. Đi nửa đường rồi dừng lại ăn nữa hả? Tụi em nói xong, tụi em đang đi về nè. Dạ, giỏi. Dạ. Cái thầy cố lên thầy. Em tin thầy sẽ làm được. Có chỉ thì lên thầy ạ. Đúng rồi. Nếu rồi mình cố gắng thì không gì được nữa. Rồi ăn ngon miệng nha. Dạ. Bye bye. Bye thầy, em chúc thầy lên đó đường lộ bình an. Bên đây là cũng là nơi dừng chân sao nè. Wow. Như vậy là chưa tới cái bếp. Đó, như vậy các bạn thấy là cứ mỗi nơi như thế này thì nó lại cách xa nhau. À, thì trong cái giai đoạn đó cái việc bố trí vị trí như thế này rất là phù hợp. Ủa, hay vậy? Chạy vô đó, vô gia thầy cho đất cung rồi. Ai vô đó nữa? Dạ, có thầy Hiến rồi nữa. Ủa, nhanh dữ hả? Dạ. Nãy giờ mình tưởng chưa có ai lên, chờ nó đi từ từ chờ chứ. Như vậy là tại cái khu căn cứ tỉnh ủy Bình Thuận thì mình đi cùng chung với một cái nhóm kia mà học sinh. Lên tới đâu chưa? Từ từ thôi, chạy té dập mặt bây giờ. Tới chỗ mà. Dạ. Tới chỗ chưa? Bếp Hoàng Cầm á. Dạ tới thôi, đi thẳng thầy. Lửa. Thở đợi mình mệt. Rồi. Rồi. Rồi giỏi giỏi. Rồi. Nãy giờ tưởng mình đi cái lối khác. Hoặc là bỏ cuộc dưới kia, ai ngờ mà lên đây rồi hả? Hay công nhận. Nhưng mà mình cũng phải tới đó. Mình cũng phải tới đó. Thì tại đây là chúng mình cùng ôn lại các truyền thống và tham quan các cái công trình đã được phục dựng như là hầm trú ẩn, lán trại, hội trường, bếp Hoàng Cầm. Thì một lát nữa mình sẽ đến đó và các cái hiện vật được trưng bày như lúc nãy mình đã đi qua rồi. Thì những cái hiện vật được trưng bày được gắn liền với quá trình sinh hoạt, làm việc và chiến đấu của các đồng chí lãnh đạo và chiến sĩ cơ quan tỉnh ủy Bình Thuận trong cái kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Tham quan hả chú? Dạ bác. Đi tham quan cái này bếp. Dạ bếp Hoàng Cầm. Bếp bác từ đơn vị nào? Phan Thiết. Dạ Phan Thiết ha. Ô ghê, một sinh đông quá. Bữa nay thứ bảy. Đây là bếp Hoàng Cầm. Chừng nào? Còn ở chừng nào? Dạ. Bình Tân 2 có một số bạn xuống dưới rồi đó. Có một số bạn nhỏ xuống dưới rồi đó. Này trước kia là bằng tre nước ha. Còn những cái này là cây rừng
bây giờ phục dựng lại là bằng xi măng hết để lâu dài, giữ được lâu dài. Mấy cái thúng có cái cối nữa nè, ở đây có cái cối ni. Ừ hay ha. Thôi, bảy ơi. Cho một cái thôi. Rồi. Mày kệ. Để đựng đồ nè. Một ngăn, hai ngăn, ba ngăn. À, mỗi một ngăn thì để đồ dùng riêng. Mời tăng chụp đi. Đây là bếp nè. Như vậy là một lần nấu là được 1, 2, 3, 4. Kích cỡ khác nhau, không có đều. Lớn có, nhỏ có. Như cái này là mình để chảo nè. Còn chỉ để son. Còn bên đây là son lớn hơn, còn son không kia nhỏ hơn xíu. Đó. Nói chung là tiện cho việc mà nấu nướng các loại các món. Để chờ em ra một xíu để mắt công vô hình nó xấu. Chụp lại đi, chụp lại. À, chụp lại. Ồ, phía sau này có con suối phải không? Ấy chưa? Hả? Cái lưu. Ồ. Lưu rồi. Bên đây cũng có lưu nước nè. À, như vậy là nước này lấy từ đâu? Từ ở trên suối kia xuống, đúng không? Từ suối kia xuống. Đó, nó chảy vào cái ống là lô này nè. Và nó chảy vào cái lô này luôn. Bên đây có con suối. Đây, có thể là những cái tảng đá này là những cái nơi mà xảy ra là rửa các cái rau cỏ vân vân, rồi sinh hoạt. Ở đây mình thấy là rừng còn nguyên, có nhiều cây gỗ cao. Rồi thì đến cái bếp hoàng cầm này là hết lối rồi. Hết lối. À, khu di tích căn cứ tỉnh ủy Bình Thuận này là nơi phải nói là cái địa chỉ đỏ để mà giáo dục truyền thống yêu nước tự hào của dân tộc. Ngoài ra còn là cái nơi tham quan thu hút rất là nhiều du khách trong và ngoài nước.